Giờ mình thử tí. À, ngon. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại đang muốn chia sẻ cùng các bạn là một cách nước ép cà rốt nha. Đấy thì hôm nay mình chỉ làm mỗi là nước ép cà rốt không thôi nha. Đấy thì cái nguyên liệu đầu tiên ấy là chúng ta sẽ là cắt bỏ những phần này đi nha. Hôm nay là mình sẽ sử dụng là củ cà rốt. Mình cắt. Xong bắt đầu là mình sẽ gọt vỏ nha. Mình xin mời các bạn vào gọt vỏ cùng mình nha. Đấy, cái này thì mình cũng đã rửa sơ qua hết rồi. Đấy thì mình sẽ gọt vỏ xong, bắt đầu mình lại ngâm qua một lượt nước muối nha các bạn. Đấy, mình sẽ lấy 3 củ cà rốt. 3 củ cà rốt để mình làm ra trong một lọ cốc 500ml nước. Mình sẽ bỏ vào chậu nha. Mình sẽ bỏ vào chậu đây. Đấy, xong tí mình gọt xong là bắt đầu mình lấy nước và lấy muối trắng các bạn ạ. Mình cứ xử lý qua hết toàn bộ đi cho nó yên tâm nha các bạn. Đấy, mình rửa sạch rồi nhưng mà dù sao chăng nữa cái củ cà rốt nó ở dưới đất. Rửa qua, ngâm qua một lượt nước muối, ngâm mình ngâm độ khoảng tầm 5 phút nha các bạn. Đấy, mà các bạn ạ, nhất là cái cà rốt này này thì như thế mình thấy là rất là an toàn các bạn ạ. Tại vì là nó nằm ở bên dưới đất. Nằm ở bên dưới đất nên là không sợ gì về vấn đề là thuốc bảo vệ thực vật hay là thuốc kích thích gì này không các bạn ạ. Đấy, là mình rất yên tâm. Nên là mình uống cái này mà trong một ngày mà nhiều cốc nước ép cà rốt thì nó cũng không tốt. Nên là mình chỉ uống liều lượng mỗi một ngày là một cốc nha các bạn. Nếu các bạn mà uống đều mỗi ngày một cốc ấy, thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là tốt về vấn đề đường tim mạch này. Đấy, rồi tốt cho máu này. Đấy, và sáng mắt nữa. Bây giờ mình đã còn được 3 quả như này, 3 củ như này. Giờ mình sẽ lấy nước mình ngâm nha. Mình đã lấy nước bỏ cà rốt vào đây rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ muối nha. Mình sẽ bỏ 2 thìa muối như này nha. Mình sẽ ngâm trong vòng khoảng 5 phút nha các bạn. Đấy, 5 phút xong bắt đầu là mình sẽ rửa sạch, xong bắt đầu mình bỏ nha. Bỏ vuông một phân thì nó sẽ máy của mình nghiền thì nó sẽ yên tâm hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngâm trong vòng mấy phút nha. Trong cái lúc ngâm thì mình còn một củ nữa thì mình sẽ gọt nốt ra để mình tí mình cần trang trí, cắt hoa mình trang trí nha. Ở đây hôm nay mình chơi 3 củ, mình lấy dùng 3 củ rưỡi cà rốt các bạn ạ. Cái nguyên liệu của cà rốt của mình thì rất là nhiều các bạn. Mỗi một năm thì bà con trồng ra lượng cà rốt rất là nhiều. Chúng ta thì cũng gần như là ít người sử dụng đến cái nước ép cà rốt này. Nếu một dụ như người dân của chúng ta mà vừa trồng được mà vừa để ép ra cho mình tự cung tự cấp cho mình thì những ly nước cà rốt vậy thì rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Đấy, cà rốt này còn chế biến được ra rất là nhiều món, hầm xương này, đấy, nộm này, đấy, rồi xào nữa đều được các bạn ạ. Đấy. Đấy, bây giờ là mình sẽ vớt ra cái giá nha các bạn. Đấy, mình sẽ vớt ra cái giá này nhé. Giờ mình đã ngâm được 5 phút mình vớt ra giá, giờ mình sẽ đổ cái nước. Giờ bắt đầu là mình sẽ bỏ ra nha các bạn. Mình bỏ cà rốt thì giờ mình sẽ bỏ làm 4 nha các bạn. Này cà rốt mình chọn những cái củ cà rốt rất là tươi. Mình sẽ bỏ vuông vuông một nha.
Để tí mình cho vào máy để mình xay, để mình ép thì nó sẽ dễ hơn các bạn ạ, tại vì cái cà rốt này nó rất là nhiều bã, nhiều bã hơn tất cả các loại củ khác các bạn ạ. Mình đang làm cái này nhưng mà cái mùi thơm của cà rốt nó bốc lên rất là thơm. Và mình sẽ bốc, mình bỏ ra cái đĩa này nha. Khi mình bổ kỹ, bổ như này xong bắt đầu là mình lại bỏ bát nha các bạn. Bỏ bát xong bắt đầu là mình sẽ ướp đường các bạn. Ướp đường trong vòng độ khoảng tầm 5-10 phút là bắt đầu là mình mới cho vào máy mình xay nhá. Khi mình ướp vậy thì là mình dùng nó sẽ ngon hơn. Nên là bổ những củ cà rốt này nữa tương đối là cứng quá. Hôm nay mình làm một lượng này cà rốt này thì sẽ được 2 cốc 500ml. Nước ép cà rốt này, này uống thì có rất là tốt các bạn ạ. Đây, bây giờ mình đã bỏ được cái này rồi, giờ bắt đầu mình sẽ cho vào cà rốt vào bát nhé. Mình sẽ đổ cà rốt vào bát, bắt đầu mình sẽ cho thêm 2 thìa đường nhé. 2 thìa cũng được và 3 thìa cũng được các bạn. Mình sẽ cho 3 thìa đường. Mình sẽ trộn lộn đều lên. Mình trộn lộn đều lên rồi mình sẽ để trong vòng khoảng tầm 5-10 phút cho các bạn. Đấy, nếu ví dụ các bạn có thời gian, các bạn để càng lâu, khoảng tầm 1 tiếng thì càng tốt nha. Thì lúc đấy là cái đường của mình nó sẽ ngấm kỹ hơn. Đây thì mình cũng cho thêm một chút muối nữa nhé. Mình cho thêm một chút muối nữa. Thì khi mình sử dụng tất cả những các loại trái cây cái thì mình cứ cho thêm một chút muối vào nữa thì là cái độ ngọt đấy nó rất là đậm mà nó rất là thanh thanh độ ngọt các bạn. Đấy. Mình sẽ trộn đều. Các bạn ạ, các bạn nhìn thấy cái bát cà rốt của mình có đẹp không? Bây giờ bắt đầu mình sẽ đẩy vào đây nhé. Đẩy vào trong vòng độ khoảng mình sẽ đẩy vào các bạn. Sẽ bỏ vào bên các bạn ạ. Các bạn ạ, cà rốt thì mình cũng ướp xong rồi các bạn. Thì hôm nay bắt đầu giờ mình sẽ cho vào cối để mình xay nha. Đấy. Cái máy của mình hôm nay là một bên này là da bã này các bạn, bên này là da nước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho vào trong cối mình xay nha. Xay cái cà rốt này thì cũng hơi cứng cứng. Nên mình sẽ bật máy các bạn. Này các bạn thấy xay kêu xuất xoạt xuất xoạt. Đấy. Rất là máy lì luôn, cảm tưởng nó chết máy luôn các bạn. Ồ,
Ở đây là khi các bạn nhìn thấy cái bã của cà rốt ra rất là nhiều các bạn ạ. Hôm nay là mình sẽ xay đi xin lại hai lần nữa các bạn ạ. Hai lần để mình chiết xuất cho cái bã nó. Mình ép được tương đối nhiều cho nó hết một tí cái nước ở trong cái bã này các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái bã thì rất là nhiều rồi. Đầy cho một cối rồi. Coi như mình sẽ đổ hết vào nha. Đây các bạn, giờ mình đã đổ hết rồi. Đấy. Nhìn cái bã của đây các bạn ạ, ba củ cà rốt to mà mình mới chắt được ra có từng này đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ hết toàn bộ cái bã này vào nha các bạn. Mình sẽ ép một lượt nữa. Thì khi mà ép một lượt nữa như thế này thì các bạn sẽ cho thêm một tí nước nha các bạn. Cho thêm một tí nước thôi. Đấy, nước ở đây là mình lấy nước sôi nha. Giờ mình sẽ để cái này vào đây. Mình bật máy lên nha các bạn. Mình sẽ từ để cho máy ép hết toàn bộ ra các bạn ạ. Một cái nước này nữa thì ép ra thì cũng là tương đối rồi. Bã nó ra giờ chậm hơn các bạn. Vậy là ba củ cà rốt thì chắc chắn là mình sẽ ép chỉ được khoảng tầm 270 ml thì các bạn nhé. Như lúc nãy mình chia sẻ với các bạn là hôm nay mình ép ra là 2 ly. Đấy, 2 ly 500ml, nhưng mà cái này là mình sẽ 500ml cho mình cộng cả đá nữa nha các bạn. Nếu bây giờ là mình cho cái bã ép lại một lần nữa thì nó hơi khó ra các bạn ạ. Này, cái lượng nước các bạn nhìn thấy nó có rất là ít. Mình sẽ cố gắng để cho máy. Đấy, bây giờ mình ép thì vẫn đang còn ra được nước các bạn ạ. Mình sẽ cứ để cho máy ép bình thường thôi. Các bạn ạ, rồi mình bây giờ là mình đã được 300ml rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái ăn vào đây để các bạn ạ. Mình đã được 300ml nước cốt cà rốt. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho thêm một tí đường nữa nhá. Bây giờ mình sẽ san ra 2 ly nha các bạn. Mỗi ly là mỗi một sucker là mình lấy 150ml nhá. Và mình được 150ml đây rồi. Đấy. Giờ mình sẽ cho đá vào nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái ly, hai cái ly nước cà rốt của mình cái hấp dẫn không các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ
đổ thêm mười ml nước đường nữa các bạn nhé. Mười ml nước đường. Đấy, thì giờ mình sẽ đậy nắp vào các bạn ạ. Mình sẽ đậy nắp vào để mình lắc nha. Giờ mình sẽ đậy nắp vào máy lạnh. Mình đã lắc xong cho một ly nhé. Bắt đầu mình sẽ đổ ra cốc nha. Ui giời, nó thơm các bạn ạ. Ai, các bạn ơi, đẹp không các bạn? Giờ mình sẽ đổ ra. Ui giời ơi, quá ngon các bạn ạ. Mình sẽ bỏ ra đây nhé. Các bạn ạ, đây hai ly nước cà rốt, nước ép cà rốt của mình đi rồi nhé. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm một ngọn húng nữa nhé. Trang trí thêm một ngọn húng vào cho cái ly kia, ly nước của chúng ta được tươi hơn, được sinh động hơn nha các bạn. Rồi, các bạn, bây giờ bắt đầu là mình sẽ cắm ống mút nha. Khi ta cắm ống mút xong, bắt đầu là ta lại trang trí thêm một hoặc hai miếng cà rốt mình tỉa hoa nhé. Đây, tỉa hoa ở đây thì mình cũng tỉa rất là đơn giản thôi. Chúng ta tỉa hoa thì đây các bạn ạ, tỉa hoa chúng ta sẽ cắt bốn hoặc năm cái nhé, bốn hoặc năm cái, mỗi cái cách nhau độ khoảng tầm mỗi cái dọc ngang này các bạn, cách nhau độ khoảng tầm 3 ly nha. Đấy là chúng ta sẽ cắt dọc năm cái dọc này nha các bạn, để mình tạo cánh hoa nha. Đấy, khi mình đã cắt xong rồi nó như thế này các bạn ạ. Giờ bắt đầu mình sẽ cắt hoa nha. Các bạn cắt được khoảng 3 ly nha các bạn. Đấy. Mình vừa cho trên thành cốc và mình vừa cho ở dưới đây nhá. Đây các bạn. Đây các bạn sẽ khỉa ra một đường nha. Đây. Bạn sẽ khỉa ra một đường sâu sâu, xong bắt đầu các bạn cho lên thành cốc nha. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ trang trí thêm một chút ở cái cạnh này nhé. Mặc dù mình cũng không kéo tay nhưng mà nếu mà cắt cái hoa đơn giản này thì mình cũng cắt được các bạn. Đấy, các bạn ạ, mình đã hoàn thiện xong cho 2 ly nước ép cà rốt nha. Bây giờ mình xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Đấy, các bạn. Đấy, 2 ly nước ép cà rốt của mình.
mời các bạn xem cận cảnh của hai ly nước ép cà rốt của mình nha. Các bạn ạ, rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn ạ, mình vừa chia sẻ với các bạn một cách làm ra trong một ly nước ép cà rốt nhé, rất là đơn giản. Đấy, một lần nữa thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã hay theo dõi cái cách làm của mình ra. Đấy, nếu ví dụ các bạn thấy cái cách làm của mình hay thì các bạn hãy cho mình một lượt like, một lượt share và một lượt chia sẻ ra. Mình rất là cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công.